Hey, chào mọi người đang xem video, tôi là Tuấn Phong Thủy. Và tiếp tục trong cái chủ đề về con lắc cảm xạ vô cùng vi diệu, vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay thì tôi muốn cho các bạn nghiệm chứng một cái trường hợp như thế này. Hiện nay trên người tôi ấy, đang cầm một điện thoại di động rồi đây. Và sau đây thì tôi sẽ bỏ điện thoại ra vị trí ngoài này. Có nghĩa là đồng nghĩa việc là trên người tôi hiện nay là không cầm điện thoại di động, đúng không ạ? Và sau đây tôi sẽ dùng con lắc này để đặt câu hỏi cho nó là xem trên người tôi hiện nay có điện thoại hay không. Thì các bạn hãy cùng nghiệm chứng cái trường hợp rất là vi diệu này nhá. Đấy, tôi dùng câu hỏi con lắc này. Và đầu tiên là chúng ta hãy, các bạn đừng quên là hãy quay ngược chiều con lắc để triệt tiêu cái năng lượng nó đi. Và sau đó thì tôi sẽ nắm chặt tay này và đặt câu hỏi cho con lắc là xin hỏi lắc là hiện nay là trên người tôi có điện thoại hay không. Và sau đó tôi sẽ dùng cái phác đồ ở đây là phác đồ có hay không. Đấy, thì tôi sẽ hỏi con lắc và nó sẽ đưa ra đáp án ra làm sao, thì các bạn hãy cùng theo tôi để nghiệm chứng cái trường hợp này nhé. Đấy, hiện nay xin hỏi lắc hiện nay trên người tôi có điện thoại hay không. Đấy, sau đó tôi sẽ chấm vào đây, chấm mờ và chấm đen này. Đấy, sau đó tôi sẽ đưa một cái lực vuông góc ở trên này. Đấy, các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Đấy, rồi con lắc nó hoàn toàn thì chuyển hết sức là tự nhiên nhé. Đấy, tay tôi vẫn hoàn toàn giữ nguyên chứ không đưa một cái lực gì cả. Đấy, các bạn này thấy này. Đấy, như vậy con lắc hiện nay là nó đang di chuyển về cái đáp án của nó là không, và nó cũng đúng đồng nghĩa với việc là trên người tôi không điện thoại. Các bạn thấy nó có sự vi diệu là điện thoại ở đây và trên người nó hoàn toàn không có điện thoại nào cả. Trên người không có điện thoại nào cả. Đấy, nó hoàn toàn là vi diệu. Có thể là bạn không tin một cái điều này, nhưng mà bạn nếu như bạn sử dụng con lắc và quyển pháp đồ này thì bạn hoàn toàn có thể nghiệm chứng những cái điều vi diệu hơn thế này rất là nhiều, với rất nhiều những cái điều vi diệu từ ứng dụng được con lắc cảm xạ này, với rất nhiều câu hỏi tuyệt vời, rất nhiều những cái câu hỏi còn hay hơn như này rất là nhiều. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của tôi trong hôm nay. Nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi gì về con lắc thì có thể là comment dưới video này, thì tôi sẽ hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.